Linh. À, em chào anh Sơn. Xin chào. Đây là bạn Yuri, phó phòng kỹ thuật của chi nhánh. Hola Yuri. Hola. Vé là mua trước rồi à? Mua rồi. Đi Machu Picchu. Rồi ok. Vâng vâng. Thế thôi anh em mình đi luôn đi. Vâng vâng vâng. Tuy chưa có số liệu thống kê chính thức, nhưng có lẽ tính trên toàn cầu, số người Việt Nam đặt chân đến Machu Picchu, thánh địa cổ của người Inca ở Peru, nơi được mệnh danh là thủ đô của nền văn hóa Mỹ Latin, cho đến nay không đến 200 người. Như những người khách du lịch khám phá văn hóa thực sự, ba người Việt Ten trên đất Peru bắt đầu cuộc trải nghiệm, khám phá của mình với nhiều mục đích khác nhau. Và mục đích quan trọng nhất vẫn là thực hiện nhiệm vụ khảo sát, lập phương án thiết kế mạng lưới để có thể phủ sóng viễn thông đến với vùng đất di sản văn hóa của thế giới. Với tuổi đời 25 năm của một doanh nghiệp viễn thông như Viettel, câu chuyện này mở ra cho chúng ta một hành trình khá quyết liệt và bản lĩnh, đó là hành trình của tư duy. Osho, triết gia huyền học vĩ đại của thế kỷ 20 đã có một nhận định hết sức thuyết phục nhân loại. Trưởng thành, đó là trách nhiệm để trở thành chính mình. Hành trình 20 năm hình thành, xây dựng và phát triển của Viettel cũng chính là hành trình định danh và định dạng cho một phác đồ tư duy, một quá trình tự trưởng thành để trở thành chính mình. Hành trình đó được chia ra làm 3 giai đoạn khá rõ nét. Giai đoạn thứ nhất là trở thành người đi làm thuê giỏi nhất. Giai đoạn thứ hai, trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tốt nhất. Và giai đoạn thứ ba, trở thành người làm chủ có trách nhiệm nhất. Có thể thấy, đã là người Viettel, mang trong mình bộ gen tư duy của Viettel, ai cũng thấm nhuần quan điểm phát triển kinh tế của tập đoàn, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, chú trọng đầu tư vào cơ sở hạ tầng, kinh doanh định hướng khách hàng, phát triển nhanh, liên tục cải cách để bền vững, lấy con người làm yếu tố cốt lõi. Chính vì vậy, với các nhân viên kỹ thuật trạm BTS Cam Linh Khánh Hòa, việc hàng ngày phải dậy từ 4 giờ sáng, vượt qua hơn 4 km bờ biển, leo dốc lên độ cao hơn 400 m để kiểm tra, ứng cứu và tiếp nhiên liệu cho trạm BTS là một công việc rất đỗi bình thường. Với chủ trương tràn ngập lãnh thổ, phủ sóng vùng sâu vùng xa và biển đảo, chỉ một trạm BTS như vậy đã phải huy động suốt 4 tháng ròng rã sức người từ việc vận chuyển thiết bị đến việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, thậm chí phải vác từng can nước lên đỉnh núi để xây trạm, họ vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và họ luôn coi đó là niềm tự hào của mình. Tụi em xây dựng là trong quá trình gian khổ, nó nằm trên cái độ cao gọi là trong vùng 4 này là có được 7 trạm, nhưng mà trạm này gọi là cao nhất của Khánh Hòa luôn, là cái trạm biển đảo đặc biệt đó. Và liệu là phải tải từ ở dưới chân núi lên, mỗi hàng ngày là bằng đường bộ hết. Là cỡ hơn 4 cây số, tải đường bộ hơn 4 cây số. Mỗi ngày thì mỗi người chỉ vét được 20 lít nước để xây dựng thôi. Đó, nên cái quá trình xây dựng nó rất khó khăn. Từ khi cái trạm này phát sóng lên đó, thì cái khó khăn của trạm này là việc ứng cứu thông tin. Thì trừ những lúc thời tiết bình thường á, ứng cứu thông tin thì thời gian nó nhanh, dễ. Với lại tính chất đặc thù nó là đường dốc núi. Nên mưa xuống, bão xuống thì mưa, đường rất trơn trơn. Còn mà đối với những sự cố mà ban đêm á, thì rất khổ. Tuy là công việc triển khai và ứng cứu vất vả, nhưng mà tụi em cũng rất tự hào. Vì cái trạm này là không chỉ riêng của Khánh Hòa, mà là Viettel cả nước nói chung đều có những cái trạm biển đảo. Công suất của nó là phát ra phủ sóng là 100 cây số lận. Mục đích là phục vụ không chỉ riêng cho kinh tế, mà phục vụ cho những... vừa quốc phòng này, vừa ngư dân đánh bắt xa bờ, để có thông điều kiện thông tin liên lạc về nhà những khi bình thường, hoặc là hỏi cái thông tin để mình đánh bắt cho nó hiệu quả, với lại là những khi mà thiên tai nó xảy ra thì mình có cái nơi cư trú là hợp lý. Với Viettel, mỗi khách hàng là một con người, một cá thể riêng biệt,
cần được tôn trọng, quan tâm và lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ một cách riêng biệt. Chính vì vậy, có lệnh điều động thì bất kể ngày hay đêm, mưa hay bão, họ vẫn luôn có mặt để ứng cứu thông tin nhanh nhất, phục vụ khách hàng. Anh kiểm tra giùm em trạm phát sóng tốt chưa anh? Ok rồi hả? Dạ, em xuống trụ nha. Bộ phim của chúng tôi luôn được khởi đầu cho các câu chuyện bằng những hành trình độc lập và cũng vô cùng độc đáo. Cùng là một quãng đường 4 km, Nguyễn Ngọc Trinh, một nhân viên kỹ thuật của trạm BTS 79 Mũi Dinh, Ninh Thuận, lại là một hành trình nóng bỏng của sa mạc, mồ hôi và cả sức sáng tạo ngay từ những ý tưởng nhỏ nhất. Hàng ngày, để vận chuyển được 20 lít xăng lên tiếp nhiên liệu cho máy nổ BTS Ninh Thuận 79, Trinh đã phải dùng xe máy vượt sa mạc. Có những đoạn dốc quá cao, anh phải dùng sức để đẩy xe, thậm chí là dừng hẳn xe để vác bộ xăng qua từng đoạn đường khó đi. Rồi cả những đoạn đường cát quá lún và nóng, Trinh đã tìm ra cách xì bớt hơi ở lốp xe để giảm ma sát, tránh nổ lốp. Vượt qua được đoạn đường khó khăn đến chân núi, Trinh lại bơm căng lốp xe để chở xăng lên đỉnh dốc. Nhưng ngay cả với đường dốc, cũng rất nhiều đoạn Trinh phải dừng xe, vác xăng qua những đoạn đường dốc dựng đứng để tránh nguy hiểm. Có thể đây chỉ là những chi tiết rất nhỏ trên một hành trình của tư duy. Nhưng với người Việt Ten, sự sáng tạo, thích ứng trước những thực tế đặc biệt của ngoại cảnh lại chính là sức sống tạo nên sự khác biệt. Khi mỗi ngày tôi vận chuyển nhiên liệu lên thì trên đoạn đường đi lên trên Mũi Dinh thì nó có gặp nhiều khó khăn, chạy qua những cái đồi cát lún thì buộc lúc đó thì phải dắt chứ chạy không được, và có những khúc thì phải dắt xăng để đi qua những cái đồi cát. Và đi lên nhiều cái đoạn đường nó khó khăn hơn thì cũng ráng cố gắng để phát sóng, chứ không có để mất nguồn thì có thể là để xảy ra mất sóng toàn diện trên cái vùng biển mà bên Viettel, mà nhất là trạm 97. Khi mà nhận được tin nhắn hoặc báo cáo của tổng đài thì tôi liền lập tức sắp xếp thì lên có mặt, dù khó khăn cách mấy nhưng tôi vẫn hoàn thành. Một đặc điểm lớn nhất về người Việt Ten là ở nơi nào khó khăn nhất, khắc nghiệt nhất, ở đó sẽ có người Việt Ten. Điều này đã được kiểm nghiệm và chứng minh không chỉ ở trong nước. Để có thể chiêm ngưỡng tấm biển, chào mừng quý khách đã đến với thành phố cao nhất thế giới, không ít du khách quốc tế, thậm chí ngay cả người Peru đã phải choáng váng ngất xỉu, thậm chí là đột quỵ vì ở đây không khí quá loãng, nhiệt độ lại rất thấp. Cũng phải mất đến hàng tháng trời, thậm chí cả nửa năm, đêm nào họ cũng bị chảy máu cam và chống chọi với chứng đau đầu, tức ngực, khó thở. Vậy mà người Việt Ten đã thích ứng được với một môi trường khắc nghiệt của khí hậu, của điều kiện sống. Hàng ngày, họ đã cắt cử nhau việc nội trợ, sinh hoạt và điều hành bộ máy của chi nhánh, song song với việc đào tạo nghiệp vụ cho các nhân viên kỹ thuật tại địa phương. Hiện tại ở đây chúng tôi là có 2 người Việt Nam, một anh trưởng trung tâm và tôi là đội trưởng cứu tin. Ngoài ra thì có 8 nhân viên bản địa, buổi sáng tranh thủ dậy sớm đi chợ, sau đó là về này, bắt đầu công việc lúc 8 giờ. Dân số ở tại trung cư Patco này thì rơi vào khoảng 30.000 người, và cái nhu cầu sử dụng về viễn thông của người dân ở đây thì là rất cao. Vì ở ngay tại trung tâm Patco này thì là tập trung rất là nhiều công ty, và đặc biệt là các cái công ty khai thác mỏ của các cái đối tác của nước ngoài mà vào tại Patco này để khai thác, vì nhu cầu sử dụng điện thoại rất cao. Ngoài điện thoại ra thì là người dân còn sử dụng về internet và các dịch vụ phụ của điện thoại.
đến cái thời điểm này khó khăn nhất là ở trung tâm Patco này vẫn là cái vấn đề về thời tiết. Ở trên này tại trung tâm Patco là độ cao là 4.500m. Ở đây thì nó độ vì độ cao nên là rất là khó thở và nhiệt độ ở đây thì rất là lạnh. Ban đêm thì thường là xuống âm độ và ban ngày thì nếu mà nhiệt độ bình thường thì khoảng tầm 4 đến 5 độ. Ở Patco này thì tuy rằng dân số thì nó không nhiều nhưng mà các cái trạm của mình là đặt trên cái địa bàn là khá là xa. Đến trạm xa nhất là 700 cây. Còn hiện tại ở trung tâm Patco này chỉ có 4 trạm. Khi mà tuyển ý, đưa ra các cái chỉ tiêu nhất là các bạn nó phải là dân kỹ thuật. Đấy. Có thể là khi mà các bạn vào các bạn chưa biết. Đấy. Nhưng mà các bạn phải là có những người có tư duy và có cái chuyên môn về kỹ thuật. Đấy. Sau đó khi mà vào đây thì là được đi làm cùng với đại đội. Đấy. Và sẽ trong quá trình làm sẽ là đào tạo dần cho các bạn. Đấy. Và đến bây giờ thì là hiện tại là các bạn ấy cũng tương đối cứng đấy ạ. Hành trình của người Việt Ten ở Niassa, một tỉnh vùng sâu vùng xa phía bắc Mozambique, lại là một hành trình của sự khác biệt. Hành trình kiểm nghiệm chân lý bằng thực tiễn. Tôi là Võ Văn Hùng, hiện đang giữ chức danh là trưởng phòng kế hoạch chi nhánh Niassa công ty Moviten tại Mozambique. Đây là một buổi sáng làm việc tôi và đồng chí Mr. Showman, là đồng chí phó giám đốc nội chính của chi nhánh. Cái địa bàn ở Niassa thì nó rất rộng, khoảng cách trung bình mà từ chi nhánh về đến trung tâm huyện là 300 km, huyện gần nhất là 100 và huyện xa nhất là 600. Tại một trung tâm huyện thì chúng tôi kết hợp giữa người bản địa và người Việt Nam xuống để có tiếng nói chung giữa người Việt Nam và người Mozambique. Chúng tôi từng bắt đầu công việc cùng nhau như thế này trên những con đường, những trung tâm huyện và những người anh em. Người Việt Ten luôn nhận thức rằng lý thuyết màu xám, chỉ có cây đời là mãi xanh tươi. Lý luận để tổng kết thực tiễn, rút ra kinh nghiệm, tiệm cận chân lý và dự đoán tương lai. Vì vậy, con người ta cần có lý luận và dự đoán để dẫn dắt. Nhưng chỉ có thực tiễn mới khẳng định được những lý luận và dự đoán đó đúng hay sai. Chỉ có cách nhận thức và tiếp nhận chân lý thông qua thực tiễn hoạt động mới điều chỉnh được hành động. Phạm Ngọc Thao đã lặng người khi gặp chúng tôi, những người làm phim từ Việt Nam sang. Bởi lẽ, đã hàng tháng trời, anh chưa được nói chuyện bằng tiếng Việt với người Việt. Tôi tên là Phạm Ngọc Thao. Tôi hiện đang làm trưởng tâm kinh doanh của trung tâm kinh doanh Sangha thuộc chi nhánh Liasa. Thì hôm nay là cái kế hoạch của trung tâm tôi là đi bán hàng tại trạm độc quyền, trạm Lia 152. Thì công việc hàng ngày của chúng tôi là tổ chức cho anh em door to door, task force đi bán hàng xung quanh trạm. Là người viết đơn tình nguyện xin đi thị trường nước ngoài vì ôm ấp hình dung về một miền đất xa xôi, đầy mới lạ kỳ thú. Thao đã không ít lần phải đấu tranh với bản thân vì thực tế khắc nghiệt nơi anh đặt chân đến và nhận nhiệm vụ điều hành ở một huyện vùng sâu vùng xa như Saga. Đầu tiên tôi đến thì cái khó khăn thứ nhất về cuộc sống hàng ngày. Bởi vì ở Việt Nam thì hàng ngày nó khác, mà ở bên này thì hàng ngày thì nó hoàn toàn khác. Và tôi bắt đầu phải tập cái thích nghi với cuộc sống hiện tại. Thiếu cả về đủ mọi thứ, về đồ ăn, về mọi thứ sinh hoạt hàng ngày, về nước uống, về điện đóm. Nhưng mà ngược lại thì về nghĩ đến cái công việc hiện tại mà mình sắp phải làm ấy, thì thực sự là những cái đấy thì tôi bắt buộc tôi phải vượt qua. Thì thực sự là qua những cái khó khăn thì mình nghĩ rằng là cuộc sống sắp tới và cái công việc sắp tới thì bắt buộc là mình phải thích ứng nó. Đấy. Thích ứng cả về những cái môi trường sống, thích ứng cả về đồ ăn ở đây và thích ứng cả về cái văn hóa con người ở đây. Đấy thì họ như thế nào thì mình cũng phải, đôi khi mình cũng phải hàng ngày mình cũng phải học một số những cái động tác cử chỉ, những cái lời chào buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, hoặc là những cái hỏi thăm nhau về sức khỏe. Đấy thì mình cũng phải làm theo họ.
Và đôi khi thì mình cũng có những cái mà mình cũng muốn là truyền thông đến những cái văn hóa của Việt Nam. Đấy, và chẳng hạn như là buổi sáng ra thì tôi cũng thường thường dạy cho nhân viên của tôi là đến cơ quan là chào anh hoặc là chào chị khi mà có một cái đơn vị viễn thông, đặc biệt là về cái công nghệ thông tin đơn vị như thế này thì thực sự người dân họ đón nhận rất là hào hứng và họ rất là nhiều khi họ rất là tò mò, họ cũng có những người họ không hiểu đấy là cái gì, nhưng mà về sau thì họ nghĩ ra là mình cũng đến mình hướng dẫn, mình bán hàng rồi thì mình làm ví dụ cho người ta xem thì tự nhiên là người ta lại thấy là, có nghĩa là viễn thông là kết nối giữa mọi người với mọi người mà không cần phải là gặp trực tiếp nhau, thực sự họ rất là vui. Với người Việt Ten, hành trình của tư duy cũng đồng thời là hành trình của hành động. Chính vì vậy, người Việt Ten luôn hành động. Hình ảnh đã quá quen thuộc của bất kỳ đội khảo sát kỹ thuật Việt Ten là những vật dụng nhà bếp luôn gắn liền với thiết bị kỹ thuật trong mỗi chuyến đi của họ. Phải chuẩn bị cho mình thật kỹ lưỡng để tự thích nghi với mọi điều kiện, mọi địa hình và mọi thời tiết. Người Việt Ten dường như không chấp nhận việc tự đưa mình vào những sai sót và khó khăn không lường trước. Tất cả mọi khó khăn đều là những định hướng tư duy thú vị và hấp dẫn chính họ trước mỗi chuyến đi. Rồi, mọi người tập trung anh phổ biến công việc xíu này. Thì ngày hôm qua là mình đã khảo sát ba cái trạm là trạm 58 đúng không? Trạm 59 và trạm 110 rồi. Thì trong ba cái trạm này thì tối qua mọi người kiểm tra kết quả khảo sát chưa? Xem có còn vướng gì nữa không? Có cần phải đi lại một trong ba cái trạm này hay không? Hay là mình có thể tiếp tục công việc của ngày hôm nay? Cái như cái trạm 106 nãy anh nói thì chị nhận em kiểm tra rồi. Thì nguyên khu đấy thì độ cao thì nó hơi thấp nên em cần treo trống hơi cao, 60m. 60m đúng không? Bắn vô trạm 51. Em có cái lưu ý là trong cái khu bảo tồn ấy thì mình chọn đất làm sao mà nó tránh được ảnh hưởng đến môi trường. Cái thứ hai đó là được không tránh mà phải cải tạo đất nhiều ấy, như nhặt cây này rồi là săn mặt bằng ấy. Em nghĩ là trong đấy thì chắc là không được. Thì mình sẽ lựa chọn cái mảnh đất làm sao cho tránh được những cái yếu tố đấy, hạn chế tác động vào cái khu bảo tồn. Còn chỗ cơ điện thì anh nghĩ chắc là mình phải xuống mình xem nó đi chọn điện như thế nào rồi mình thiết kế được không? Cơ điện thì lưu ý cái chỗ mà điện trong khu công viên thôi, tức là xem đi ngầm vào thôi, còn phía ngoài dân thì mình khảo sát theo thực tế. Anh em có ý kiến gì nào? Cứ thế làm thôi. Đây này mình đây nha. Ở những nơi không điện, không nước, không thức ăn và thậm chí không cả chỗ nghỉ qua đêm, người Việt Ten vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và họ chưa bao giờ chịu lùi bước trước những ngoại cảnh khắc nghiệt nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ví dụ như khu vực này, nơi có thú dữ săn mồi của vườn quốc gia Mikumi thuộc Tanzania. Phương châm hành động của người Việt Ten là dò đá qua sông và liên tục điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Và để hành động không bị vướng vào những sai lầm không đáng có, người Việt Ten luôn biết đánh giá con người thông qua quá trình thực tiễn. Nằm trong khu công viên nên kéo điện là không được. Nếu như họ đồng ý cho phép triển khai cáp điện hoặc là đấu chung điện họ thì mình sẽ triển khai cái điện lưới. Cái đường từ cái khu dân cư nó xuống anh thấy như có đường điện đúng không? Đường điện cái ngoài nó nằm ngoài khu công viên. Để hỏi người dân ở đây mới biết chính xác là nó điện nó kéo tới đâu. Độ cao cột của anh dự kiến là 71,5 đúng không ạ? Cơ bản đây em nhìn qua thì chưa gì có gì đây. Khi vào khảo sát chi tiết thì anh em mình chỗ đạt thì cái trạm này phương án thiết kế của mình là trình dẫn này là quy ba hay là quá? Quy ba thì qua công việc không được triển khai cấp quan. Đã là người Việt Ten thì phải biết cách không sợ mắc sai lầm. Bởi vì chúng ta chỉ sợ không dám nhìn thẳng vào sai lầm để tìm cách sửa. Chào anh em. Chào anh. Chào anh. Công việc thế nào? Vẫn ngon. Sai lầm là không thể tránh khỏi trong quá trình tiến tới mỗi thành công. Sai lầm tạo ra cơ hội cho sự phát triển tiếp theo. Tôi tên là Nguyễn Văn Thanh,
Tôi vào công tác Viettel từ năm 2009. Vị trí công tác của tôi là phụ trách phần cơ điện cho tổng trạm khu vực. Thì lần đầu tiên đi công tác tại nước ngoài thì có rất nhiều là bỡ ngỡ và cũng có những khó khăn và những có cái háo hức riêng. Thì khi qua đây ban đầu thì thứ nhất về con người thì văn hóa nó hoàn toàn khác mình. Khó khăn thứ hai là vấn đề ngôn ngữ, vấn đề giao tiếp. Thì dần dần trong quá trình khảo sát, quá trình làm việc thì cũng dần dần làm quen được môi trường. Cho đến tới bây giờ thì suy nghĩ của em là đi bất kỳ nơi đâu thì em cũng thích ứng tốt. Tôi là Đinh Phú Minh, tôi công tác tại phòng thiết kế viễn thông công ty tư vấn thiết kế Viettel. Thì công việc chính của tôi là chuyên khảo sát và thiết kế lập dự án tất cả các công trình xây dựng hạ tầng của Viettel. Thì đây là lần đầu tiên tôi đi nước ngoài. Khi làm việc tại thị trường nước ngoài ấy, thì tôi thấy cái giá trị mà để mình hướng tới và phấn đấu nhiều nhất, tức là Viettel là ngôi nhà chung, mình cống hiến cho một Viettel ngày càng lớn mạnh. Vì lúc đấy mình hướng đến là làm việc không phải là chỉ vì cá nhân mình, mà lúc đấy là mình làm việc vì tập thể, vì tất cả, và thậm chí khi đi nước ngoài ấy, vì đấy nó là ảnh hưởng đến cả uy tín quốc gia của mình nữa. Tôi tên là Đinh Tấn Đạt, tôi vào Viettel từ cuối năm 2008. Thì sau khi vào Viettel thì tôi được cử đi thị trường luôn. Thị trường đầu tiên công tác là Campuchia. Sau đó gần 2 năm công tác với cương vị là phó giám đốc kỹ thuật chi nhánh. Thì chuyển qua Mozambique công tác tiếp khoảng gần 2 năm nữa ở cương vị là giám đốc chi nhánh. Đã hết nhiệm kỳ, tại vì nhiệm kỳ ngày xưa thì chỉ có 3 năm thôi. Em xin về khu 3. Mà xin về thời gian thì vẫn nhớ thị trường, nên mới xin quay lại thị trường để đi khảo sát. Theo kinh nghiệm của em đã đi qua 3 thị trường, thì để mà trụ lại được thị trường thì đầu tiên là phải có niềm đam mê thì mình mới trụ lại được. Còn nếu như không có niềm đam mê thì chắc chắn sau một thời gian thì mọi người sẽ tìm cách xin về thôi. Đã gần 10 năm từ khi cùng làm việc ở Medphone trên đất Campuchia, thị trường đầu tư nước ngoài đầu tiên của Viettel, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Quang và Đinh Tiến Đạt gặp lại nhau trên đất nước Tanzania ở châu Phi như những người anh em trong một nhà đã lâu ngày không gặp mặt. Người Viettel là vậy, họ ở khắp mọi nơi, họ có thể chia tay hôm nay để rồi gặp lại nhau ở chân trời góc biển nào một ngày bất chợt. Quang đã kể cho người đồng đội, người đồng nghiệp của mình những thăng trầm anh nếm trải trong quá trình đi tìm ra giá trị của chính bản thân. Đã từng can qua nhiều vị trí quản lý ở nhiều địa bàn khác nhau. Quang cũng đã từng có lúc mắc phải sai lầm, chịu kỷ luật để chấp nhận là một nhân viên thường và quyết tâm làm lại từ đầu. Vì vậy, có thể hiểu rằng người Viettel là những người dám thất bại. Họ luôn biết động viên những ai thất bại. Họ tìm trong thất bại những lỗi sai của hệ thống để điều chỉnh. Người Viettel không cho phép tận dụng sai lầm của người khác để đánh đổ người đó, bởi vì họ có niềm tin rằng họ sẽ không lặp lại những lỗi lầm cũ. Khi đứng giữa hai nền văn hóa, hai cách tư duy, hai cách hành động lớn nhất của văn minh nhân loại, mỗi cái có cái hay riêng, có thể phát huy hiệu quả cao trong từng tình huống cụ thể. Người Viettel nhận thức rằng cần phải đồng thời vận dụng cả hai cách đó. Một ngày mới bận rộn của các nhân viên Natcom, chi nhánh thủ đô Haiti. Người dân ở thành phố du lịch được coi là sầm uất nhất nhì Haiti đã quá quen với tiếng nhạc, tiếng loa phóng thanh về những khuyến mại và các gói cước mới luôn ngày một hấp dẫn của Natcom. Chính những nhân viên Natcom người sở tại cũng luôn cảm thấy bỡ ngỡ và thú vị khi sát cánh bên những đồng nghiệp người Việt Nam, khi áp dụng cách bán hàng door to door, lưu động, mới mẻ, chưa bao giờ xuất hiện trên đất nước của họ. Nhưng chính những người Viettel lại vô cùng thích thú và thấy học hỏi được từ cách thức bán hàng đầy màu sắc hội hè, đường phố của người dân Haiti để lôi kéo được khách hàng và những món quà khuyến mại đầy màu sắc văn hóa bản địa. Học hỏi lẫn nhau và dành cho nhau những sự khâm phục để cùng trưởng thành. C'est très bien. Je travaille
Tôi có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp người Việt Nam. Tôi đã bắt đầu làm việc với họ từ những ngày đầu tiên. Họ là những người chăm chỉ, làm việc không biết mệt mỏi và rất kỷ luật, vô cùng năng suất. Mới qua có rất nhiều cái bất đồng về cái văn hóa, về ngôn ngữ. Nhưng mà quá trình làm việc thì mấy anh em tôi cũng có cố gắng rất nhiều. Sau quá trình mình làm việc, làm gương, làm mẫu, thì người sang nước sở tại thì họ cũng bắt đầu là thấm nhuần cái tư tưởng của người Việt và họ theo cái lời lối làm việc của người Việt mình. Sau đó họ làm việc theo thì cũng rất là tuyệt vời. Còn 80% người Việt mình trong con người của họ rồi. Người Việt Nam rất thân thiện, tốt bụng và quan tâm đến người khác. Họ làm việc rất nhiều, gần như họ làm suốt ngày, không ngừng nghỉ. Tôi có rất nhiều bạn là người Việt Nam và vô cùng yêu quý họ. Người Việt Tên luôn nhận thức rằng kết hợp Đông Tây cũng có nghĩa là luôn nhìn thấy hai mặt của một vấn đề. Kết hợp không có nghĩa là pha trộn. Người Việt Tên luôn làm việc, ngay cả trong những lúc nghỉ ngơi, thư giãn hoặc sinh hoạt cá nhân. Dường như với họ, một ngày có 24 giờ là quá ít. Người Việt Tên luôn biết kết hợp tư duy trực quan với tư duy phân tích và hệ thống, kết hợp cân bằng và động lực cá nhân để kết hợp sự ổn định và cải cách. Đã từ lâu, người Việt Tên không còn là danh từ để chỉ những người lính của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Việt Nam nữa. Giờ đây, họ có thể là bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, bất kỳ màu da nào, quốc tịch nào. Người Việt Tên đã tồn tại trên khắp thế giới. Lê Dinh là phó giám đốc của Trung tâm 3 đã về Việt Nam năm 2011 đi học ở trung tâm ở trung tâm đào tạo Viettel học chỉ 3 tháng nhưng hiểu hết nói chuyện với người Việt và tiếp tục nói chuyện và người IT giúp người Việt nói chuyện và tất cả nhân viên ở trung tâm. Tôi nghĩ tôi phải tiếp tục học tiếng Việt để giúp Natcom. Nhưng cho dù đi đến nơi góc bể chân trời nào, người Việt Tên không bao giờ quên rằng họ xuất thân từ những người lính và họ luôn tự hào về điều đó. Những bài học về sự khác biệt văn hóa, về nhu cầu nội tại, về cách tiếp cận công nghệ thông tin hay thói quen ứng xử của những con người xa lạ. Những phương trời xa xôi cứ mỗi ngày một dày thêm trong hành trang kiến thức và kinh nghiệm sống của người Việt Tên trên mỗi chặng đường mà họ bước tới. Với địa bàn rộng gấp 3 lần diện tích Việt Nam, hàng nghìn km di chuyển mỗi ngày trong hành trình kiểm tra của Tổng Giám đốc Hoàng Quốc Quyền. Anh vẫn luôn tự nhủ rằng không bao giờ cho phép mình bỏ sót cơ hội ghé thăm một trạm BTS nào, không bao giờ bỏ qua cơ hội gặp mặt nào với người dân địa phương và đồng đội của mình trên khắp đất nước Peru rộng lớn. Đi dân nhớ, ở dân thương, đó là phẩm chất đặc biệt của anh bộ đội Cụ Hồ Việt Nam. Hoàng Quốc Quyền cũng như tất cả các đồng đội của anh chưa bao giờ quên điều đó. Thổ dân ở ngôi làng ven sông Amazon này đã coi những người Việt Nam như những người thân của họ. Ngôi làng cổ đã có 192 năm tuổi đời ấy, đang khởi sắc từng ngày với những chuyến tàu chở khách du lịch. Trong đó có cả những nhân viên Biten, những người đến xây trạm phát sóng viễn thông trên ngôi làng hàng trăm tuổi trong rừng già hoang vắng. ¿Tú vives aquí? Sí. ¿Cuánto? Yo trabajaba haciendo hueco. Ah, ¿Aten, Viten? Sí. Họ đã sẵn sàng góp sức của mình cùng với người Việt Tên xây nên những trạm phát sóng đầu tiên cho ngôi làng của mình.
cho nền văn minh sông nước Amazon của mình. Cũng nói đến người Việt Tên, tôi nghĩ là cũng với một ánh mắt là cũng tương đối là khâm phục bởi những kỳ tích mà Việt Tên đã đạt được. Nhưng đấy mọi người chỉ nhìn ở trong nước, nhưng đi ra nước ngoài thì thấy người Việt Tên là mang hình dáng, mang tư duy, mang tất cả những gì tinh túy nhất của Việt Nam đi nước ngoài. Thì chúng tôi thấy người Việt Tên chúng tôi là thứ nhất là luôn luôn vượt qua được chính mình, vượt qua được nỗi sợ hãi, vượt qua được những cái yêu cầu rất cao không chỉ trong nước mà cả nước ngoài. Quan trọng nhất muốn làm được việc đấy thì lãnh đạo tập đoàn luôn luôn tin bọn tôi, luôn tin tôi vì có niềm tin mới dám giao cho một cái việc như thế. Vì đây ý thức là đây là hình ảnh của Việt Nam, hình ảnh của cả một tập đoàn, của cả quân đội để làm tốt hơn. Thì cái đấy tôi nghĩ là chỉ có Ten bọn tôi mới dám đứng đầu và lãnh đạo thì tin và tạo ra thử thách cho bọn tôi nhiều hơn. Nghe và cái câu chuyện đấy thì không phải nguyên ở Peru mà nó trải dài khắp các nước chúng tôi đầu tư, Haiti, Mozambique, Cameroon, rất nhiều các nước chúng tôi đầu tư đều bắt gặp những hình ảnh như thế, đều bắt gặp những hình ảnh như thế. Và chúng tôi nghĩ là có nhiều hình ảnh như thế thì cái con người Việt Tên ngày một hoàn thiện hơn và giá trị của những con người Việt Tên thì ngày một nâng cao hơn. Để có thể tự hoàn thiện mình hơn, giá trị của bản thân ngày một nâng cao hơn, người Việt Tên luôn coi Việt Tên là ngôi nhà chung của mình. Trong ngôi nhà chung ấy, họ được tồn tại như những cá tính độc lập, tự chủ và luôn được tôn trọng. Nhưng nhắc đến những cá thể trong ngôi nhà chung ấy, không thể không nhắc đến sự cô đơn như một động lực khiến người Việt Tên luôn có cơ hội khẳng định mình để ngày một trưởng thành hơn. Huỳnh Ngọc Long mới gia nhập vào ngôi nhà chung Việt Tên ở An Giang được 3 tháng, đã sẵn sàng đến bên kia trái đất để nhận nhiệm vụ. Ngôi làng anh đang sinh sống và làm việc cách thị trấn Iquitos hơn 40 km đường sông. Hàng ngày phải đối diện với sự cô đơn như đối diện với chính mình, đối diện với sự quyết đoán, chính xác và nhanh chóng mà công việc thiết kế và thi công của anh đang đòi hỏi. Long làm chúng ta nhớ đến những sự cô đơn đang tồn tại khắp nơi mà người Việt Tên đã đặt chân đến. Từ núi cao đến rừng thẳm, từ đỉnh tuyết đến sa mạc nóng bỏng. Và người Việt Tên đã nhận được sự đồng cảm, quý mến của biết bao con người trên mọi vùng đất. Họ đã sẵn sàng đồng cam cộng khổ với người Việt Tên để xây dựng nên một ngôi nhà chung. Hiểu rằng mỗi chúng ta là một cá thể riêng biệt, nhưng nếu chúng ta cùng chung sống trong một ngôi nhà chung, ngôi nhà mà chúng ta cùng chung tay xây dựng. Người Việt Tên lấy việc làm việc theo nhóm để có cơ hội phát triển các cá nhân. Mọi người trong ngôi làng này đã yêu quý Long đến mức họ đã học được cả cách nấu các món ăn của người Việt Nam để cùng ăn, cùng nghĩ với người Việt Tên. Tôi là Long, Huỳnh Ngọc Long, sang Peru làm việc được 3 tháng. Ở đây là mất tất cả những anh em làm chung với nhau. Bạn này là Jose, làm giám sát chi nhánh Iquitos. Từ trước tới giờ, người dân ở đây chưa biết đến Internet. Tôi luôn tin rằng khi trạm phát sóng của Viettel hoàn thành, người dân sẽ thay đổi được rất nhiều thói quen sinh hoạt và mở mang ra nhiều nhận thức về cuộc sống rộng lớn bên ngoài ngôi làng nhỏ bé này. Vì vậy, ngay cả anh bạn thổ dân ngồi cạnh tôi đây cũng rất nhiệt tình tham gia xây dựng trạm cùng chúng tôi. Anh ấy tên là Michel. Anh ấy cũng vận động rất nhiều bà con trong vùng, thường xuyên giúp đỡ chúng tôi trong công việc. Tôi thường thích giải thích cho mọi người ở đây về cột anten phát sóng mà chúng tôi đang xây dựng. Họ rất tò mò vì trước đây chưa bao giờ có trạm phát sóng nào giúp họ có thể sử dụng được Internet như thế. Ở đây người ta mới chỉ sử dụng điện thoại cố định thôi. Cái tình cảm thì thấy nó gọi là thân thiện
là nhiều chứ hơn những nơi khác. Como hay personas que no le conocen. Trước đây người dân ở đây chưa bao giờ biết gì về Việt Nam. Khi tôi đi cùng Long, họ luôn chỉ vào anh ấy và bảo đây là người Trung Quốc. Nhưng tôi đã nói với họ, không, đây không phải là người Trung Quốc. Đây là người Việt Nam, đây là Long, bạn thân của tôi đấy. Luôn tôn trọng nhau như những cá thể riêng biệt, nhạy cảm với các nhu cầu của người khác. Đoàn kết và nhân hòa trong ngôi nhà ấy là tiền đề cho sự phát triển. Điều này, ba chàng trai khác màu da, khác tiếng nói, hiểu hơn ai hết. Câu chuyện về hành trình đi tìm tư duy hệ thống cho chính con đường sự nghiệp của mình khiến chúng tôi không thể không nhắc đến một người Việt tên đặc biệt. Người Việt tên ấy mang quốc tịch Campuchia. Để trải nghiệm và khẳng định với chính mình về 8 giá trị cốt lõi của người Việt tên, Siêng Tha Vong đã quyết định rời khỏi vị trí phó giám đốc trung tâm chăm sóc khách hàng của công ty Medphone Campuchia sang Mozambique để thấm nhuần hơn tư duy hệ thống mà anh cho rằng đối với mình giá trị đó vô cùng quan trọng. Tha Vong đã hết nhiệm kỳ công tác. Anh đang chuẩn bị về lại công ty Medphone ở Campuchia để làm việc. Nhưng chắc chắn, những gì anh tích lũy ở Moviten sẽ luôn có một giá trị đặc biệt với chính hành trình nhận thức của mình. Tôi tên là Siêng Tha Vong, tôi là người Campuchia. Tôi bắt đầu vào làm việc cho Medphone ở Viettel ở Campuchia vào năm 2008. Trong quá trình làm việc, tôi đã qua những nhiều vị trí như là một điện thoại viên. Sau 3 tháng sau, tôi đã được phong chức lên bộ phận back office, giải quyết khiếu nại. Sau đúng một năm, là vào cuối năm 2009, tôi đã được cử đi đào tạo tại Việt Nam. Sau 8 tháng quay lại, tôi cũng đã chuyển qua vị trí là phó giám đốc của trung tâm chăm sóc khách hàng ở Medphone. Sau một thời gian thì có tập đoàn có công văn tuyển nhân sự đi làm thị trường nước ngoài. Thì tôi được chọn đi làm công tác tại Mozambique. Trong quá trình công tác tại thị trường Mozambique với công ty Moviten, tôi cũng rút được nhiều kinh nghiệm, rất là nhiều bài học về vai quản lý nhân sự. Cũng như là qua cái việc tham gia công việc với anh em người Việt Nam và người Mozambique bên này và cũng học được nhiều thứ hơn so với cái thời gian trước đây. Là một người Việt tên từ Campuchia sang đến Mozambique, Siêng Tha Vong luôn được mọi người nhận xét Tha Vong còn Việt tên hơn cả chính người Việt tên. Đó là một sự ngưỡng mộ của các đồng nghiệp Việt Nam dành cho anh. Em ngày mùng 2 ạ. Cái điều mà anh trân trọng nhất á là em ra đi trong cái lúc mà Medphone ở cái đỉnh cao của sự phát triển. Đó là đi vào giai đoạn ổn định. Và em sang đây là một nơi rất là khó khăn. Trước khi khai trương rất là khó khăn. Thì nhưng em đã làm tốt cái việc của em. Và cái điều anh cần nói với các bạn trẻ Việt Nam á, sau này anh gặp nhân viên anh ở đây cũng như là các bạn trẻ trong nước, anh muốn nói rằng là có một Tha Vong của Medphone, không chỉ của Medphone, của Moviten mà của Viettel, cũng như là một người Việt Nam. Thì các bạn trẻ phải học Tha Vong một cái điều là đặt cái việc là mình trẻ. Ai cũng nói là năng động sáng tạo, nhưng năng động sáng tạo là cái gì? Đầu tiên là phải song pha, phải khám phá, để trải nghiệm, đương đầu với những khó khăn. Qua đó chúng ta nâng được cái kỹ năng của chúng ta lên. Sau này làm các vị trí nó cao hơn. Và hơn nữa là chúng ta có kinh nghiệm sống thì chúng ta sẽ sống tốt hơn. Dạ vâng. Đúng không? Dạ. Anh Tuyến à? Anh về đâu chưa? Anh về một lúc rồi. Hôm nay có ăn cơm anh trên công ty chưa? Là người Việt tên có nghĩa là luôn có khát vọng để trở thành con người hoàn thiện hơn, để có thể sống tốt hơn.
là người Việt tên cũng có nghĩa là luôn chấp nhận xa gia đình, sẵn sàng trở thành một ông bố Skyper, một người chồng online như bao người Việt tên khác. Tha Vong yêu ngôi nhà chung Việt tên như yêu chính ngôi nhà của mình ở quê hương Campuchia xa xôi. Anh vẫn luôn có niềm tin mãnh liệt rằng một ngày nào đó anh sẽ gặp lại những người đồng đội thân yêu của mình ở ngay quê hương Campuchia, ở Việt Nam hay bất kỳ nơi nào trên trái đất này. Sự chỉ còn có không đến 3 ngày, chỉ có hơn 50 tiếng nữa, tôi sẽ trở lại, quay lại Medphone. Rất nhiều điều mà tôi nhận được sau khi tôi đã tham gia vào ở Viettel. Và nhưng cái điều đó là cũng có một cái mà thay đổi con đường đi của tôi. Nói đến là mình là người của Viettel thì cũng nghĩ đến cái tham giá trị cốt lõi của Viettel. Hơn nữa cái việc mà cái giá trị mình nói là sáng tạo, là sức sống. Tại vì mình cũng đã biết rồi, một cái thứ mà mình không sáng tạo là một chỗ người ta gọi là chỗ chết. Cũng như là một cái quy trình thực hiện với cái một cái công việc, nếu mà mình không áp dụng, không thay đổi tư duy hệ thống, cái giá trị đấy nó cũng có mang một ý nghĩa rất tốt. Mình là người tốt, mình chỉ có làm chỉ có 40% thôi, 30% nữa là mình phải nói cho người khác hiểu, và 30% nữa mình phải biên tập thành tài liệu, thành quy trình cho người khác, người ta sẽ sau này người ta sẽ đọc hiểu về cái quá khứ mà mình đã trường qua, và mình sẽ rút được nhiều bài học và kinh nghiệm cho người sau đây. Suy nghĩ không cũ về những gì không mới, điều đó thúc đẩy người Viettel luôn tạo ra sự khác biệt. Người Viettel luôn trân trọng sự sáng tạo từ những ý tưởng nhỏ nhất. Điều đó khiến cho Viettel luôn biết trân trọng sự khác biệt, không chỉ của riêng bản thân họ. Họ biết tạo ra tiếng nói chung giữa mình và đối tác để hướng tới một sự phát triển bền vững cho cộng đồng. Chính vì vậy, đối với người Viettel, thích ứng nhanh là sức mạnh để cạnh tranh. Cho đến khi trở thành một trong những nhà mạng có sức cạnh tranh hàng đầu tại Haiti, công ty Natcom vẫn luôn tự hào vì được nhân dân và chính phủ Haiti coi như những người bạn chân tình nhất. Mỗi giai đoạn, mỗi quy mô cần một chiến lược, một cơ cấu mới phù hợp. Sức mạnh ngày hôm nay không phải là tiền, là quy mô, mà là khả năng thay đổi nhanh, thích ứng nhanh. Và trên hết, đó phải là một chính sách mang tính phát triển bền vững cho xã hội. Với những gì người Viettel đã làm được trên đất nước Haiti, một hình ảnh về con người Viettel đầy trí tuệ, phong cách làm việc chuyên nghiệp nhưng cũng hết sức nhân văn đã trở thành một danh hiệu cho đất nước Việt Nam xa xôi. Đã 8 năm công tác tại các thị trường đầu tư nước ngoài khác nhau, từ thị trường đầu tiên là Campuchia, Nguyễn Đăng Triển, tổng giám đốc Natcom ở Haiti, đã xây dựng thêm một giá trị mới cho hình ảnh người Viettel, gồm 4 giá trị căn bản trong một người Viettel năng động. Đó là một nhân viên kỹ thuật, một người kinh doanh, một vị lãnh đạo, và cao hơn cả là một nhà ngoại giao. Cá nhân tôi thì xuất phát từ một nhân viên kỹ thuật. Nhân viên kỹ thuật về điện thoại cố định, rồi lại được đào tạo vì di động, để đi làm vì di động, rồi làm công tác quản lý, làm giám đốc NOC ở Campuchia, rồi làm phó giám đốc ở Campuchia, rồi sang làm giám đốc của công ty Natcom này, rồi lại phải học kinh doanh, học làm kinh doanh, học làm quản lý, rồi học làm ngoại giao, 4 trong 1, nghĩa là kinh doanh này, kỹ thuật này, quản lý này, ngoại giao, mình phải học và mình phải trải qua những việc đấy, thì sau khi mà mình vượt qua được những cái khó khăn thách thức đấy thì mình trưởng thành. Thì tôi nghĩ là cái mấu chốt của cái vấn đề là phải được giao nhiều việc, và mình phải giao nhiều việc cho anh em để cho anh em làm, anh em vượt qua được những cái thách thức khó khăn đấy thì mình trở thành một người trưởng thành. Đó
đặt chân lên thánh địa Machu Picchu của người Inca, người Việt Tên cũng nhận thức được những giá trị cốt lõi của nền văn minh ấy vẫn còn nguyên vẹn từ những nền móng vững chãi vượt thời gian. Người Việt Tên hiểu rằng cần phải xây dựng những giá trị cốt lõi để tạo nên một nền móng cho sự phát triển lâu dài và gìn giữ nó như một di sản tinh thần của mình. Với người Việt Tên, mỗi hành trình khám phá và cống hiến là một sự khởi đầu cho nhận thức, luôn vận động theo dòng chảy cuộc sống. Điều đó bắt buộc họ phải luôn trải nghiệm và thích nghi, vì cuộc sống là một dòng sông, chảy mãi mãi về phía những điều chưa biết. Và mỗi chuyến tàu của tư duy sẽ là một hành trình đánh dấu quá trình tự nhận thức, bởi vì sự trưởng thành của mỗi người là trách nhiệm để họ trở thành chính mình.